Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền và có địa vị trong xã hội. Trong tháng 8, đường tài lộc của gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ, nhờ có các tình đồng đỡ. Và những quyết định của tuổi Nhâm Thìn trong thời gian qua đều đang đi rất đúng hướng. Về phương diện tình cảm gia đạo thì yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian dành cho gia đình của mình nhiều hơn. Vậy thì cụ thể vận trình của những người tuổi Nhâm Thìn như thế nào trong tháng 8 âm lịch? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tính cách của những người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm trường lưu thủy thường rất sôi nổi, hiếu động. Không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì, họ ưa cuộc sống biến đổi, có nhiều thay đổi nên hay đi đây, đi đó, đi du lịch, dã ngoại. Người này cũng rất thích làm việc hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí, linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các bộ môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ tư duy của họ giống như một chất gây nghiện, tự như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt, đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Tử vi tháng 8 năm 2022 âm lịch của những người tuổi Nhâm Thìn cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Nhâm Thìn trong cuộc sống xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Thìn khá ổn định trong tháng này, bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này gia đạo bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Nhâm Thìn nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng sẽ có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, nỗi trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Nhâm Thìn. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp kỷ âm thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn đến thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn đang còn đi làm, trong tháng này được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Trong đó cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu hơn so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính của người vẫn đi làm, do đó vấn đề tiền bạc không còn làm khó bạn. Với những người vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thừa sức ở hạng mục đầu tư với quy mô nhỏ, sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin cậy, kẻo tiền bao nhiêu cũng hết.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn còn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chúng và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho quý vị tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo êm ấm vô cùng. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm nay. Tuy nhiên bản mệnh cần chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể sẽ trở nên khó chịu nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm đại hải thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lộ Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Nhâm Thìn trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên,
và trưởng thành hơn với rất nhiều những trải nghiệm. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.